Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu ở phần đầu của chương trình, trong chuyên đề ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một số mô hình đầu tư và thu hút đầu tư vào phát triển kinh tế của một số tỉnh thành trong cả nước. Và địa phương đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị tới thăm đó là Nam Định. Thời gian qua, công nghiệp Nam Định đã có những bước khởi sắc, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với nhiều dự án lớn đã được cấp giấy phép đầu tư cũng như đi vào sản xuất. Điều này đã mở ra triển vọng cho những năm tiếp theo của mảnh đất trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Nam Định là tỉnh đồng bằng ven biển, nằm ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ, cách Hà Nội 90 km theo hướng đông nam. Có diện tích tự nhiên toàn tỉnh là gần 1.700 km², dân số 1,8 triệu người. Thành phố Nam Định là trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của tỉnh và sẽ trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh vào cuối năm 2011, đầu năm 2012. Đây cũng là một trong những trung tâm kinh tế thuộc lưu vực sông Hồng, được xác định là tâm điểm kinh tế của vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ, có nhiều cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Thị trường Việt Nam là một thị trường hấp dẫn. Ngoài việc khai thác tốt năng lực sẵn có, chúng tôi gia tăng năng lực sản xuất và doanh thu tại thị trường này. Nam Định cũng có nguồn nhân lực chất lượng cao hơn nhiều địa phương khác. Là địa phương có mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường thủy và cảng biển khá thuận tiện, Nam Định đã tạo ra những khả năng thuận lợi cho vận tải hàng hóa và đi lại giao lưu với các tỉnh trong nước và quốc tế. Thực hiện đường lối đổi mới, Nam Định có bước phát triển tương đối toàn diện, tốc độ tăng trưởng theo hướng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Phát huy lợi thế về tiềm năng đất đai, kinh tế biển, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch là những mũi nhọn trong phương hướng phát triển kinh tế của tỉnh này trong thời kỳ 2011-2015. Nam Định tập trung cao mọi nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông huyết mạch, những tuyến đường dẫn đến các khu cụm công nghiệp. Cái thứ hai là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực để vừa đáp ứng yêu cầu cho các khu cụm công nghiệp làng nghề trong tỉnh và vừa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu lao động. Thứ ba là tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục để cho các dự án triển khai đầu tư có hiệu quả tại Nam Định. Để tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển, Nam Định đã và đang hoàn thiện môi trường đầu tư hấp dẫn với các chính sách ngày càng minh bạch. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đóng vai trò then chốt trong việc thu hút các dự án đầu tư nước ngoài và trong nước, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Nhiều nhà đầu tư lớn và có uy tín trên thế giới đã đến tỉnh trung tâm Nam Đồng bằng sông Hồng này như Giang Oan, Granite, Vinadynim và đã đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ vào các khu công nghiệp trên địa bàn. Sự đầu tư này đã góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp luôn năm sau cao hơn năm trước, giá trị hàng hóa xuất khẩu cũng gia tăng không ngừng. Một điều dễ nhận thấy tại các dự án đầu tư vào Nam Định đó là trình độ công nghệ ngày càng nâng lên, chuyển dần từ công nghệ thấp sử dụng nhiều lao động đơn giản sang công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch với lao động chất lượng cao, phức tạp, đòi hỏi nhiều kỹ năng. Là một tỉnh có truyền thống hiếu học, toàn tỉnh có 4 trường đại học, 14 trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Nhờ đó, hoàn toàn có thể đáp ứng được số lượng và chất lượng nguồn nhân lực, một trong những điểm mạnh hấp dẫn đầu tư. Công ty chúng tôi đã đầu tư vào Nam Định được vài năm trở lại đây. Sở dĩ chúng tôi chọn địa phương này là bởi nơi đây đáp ứng được những tiêu chí mà chúng tôi đề ra khi quyết định đầu tư như vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực. Bước đầu là sự hài lòng, đó là những gì mà tôi có thể nói khi quyết định làm ăn tại đây. Mặc dù có nhiều lợi thế và tiềm năng, nhưng thời gian qua, thu hút đầu tư của tỉnh Nam Định chưa nhiều, thậm chí còn kém cạnh tranh hơn một số tỉnh trong vùng. Bởi vậy, giai đoạn 2011-2020, tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm như ưu tiên phát triển ngành nghề, sản phẩm mũi nhọn, tập trung vào các ngành như cơ khí, điện tử, dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo hướng xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế, các dự án khai thác chế biến thủy hải sản, phát triển du lịch sinh thái, cảng biển nước sâu, nhà máy nhiệt điện, thu hút đầu tư mở rộng các tuyến đường giao thông huyết mạch. Đi đôi với thu hút vào các khu công nghiệp, Nam Định tập trung xây dựng và phát triển khu kinh tế tổng hợp Ninh Cơ để khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh,
với phương châm mở đường tiến ra biển để làm giàu. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại Nam Định và coi các nhà đầu tư như là công dân trong tỉnh. Những nguồn nội lực đã và đang khai thác có hiệu quả, những chính sách phát triển kinh tế xã hội luôn mở rộng, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế toàn cầu đang diễn ra thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư, nhất là các nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, nguồn vốn từ các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty trong nước để xây dựng một Nam Định giàu mạnh. Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, nhưng Nam Định, một vùng đất công nghiệp đầy hứa hẹn, một khu kinh tế năng động, đang nỗ lực để trở thành điểm dừng chân lý tưởng, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững cho các nhà đầu tư trong hiện tại và tương lai.